Máy đo huyết áp cao cấp nhất cảnh báo đột quỵ của Myrolife là mã nào? Và xin chào bà con ha. Hiện tại cái dòng B6 Advanced Connect là cái dòng cao cấp nhất của Myrolife hiện giờ. Đây là cái dòng có đầy đủ chức năng của dòng cao cấp, tức là ngoài chức năng đo huyết áp nè, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, đếm nhịp tim, rồi kiểm tra tim loạn nhịp, bộ nhớ ngày giờ nhớ. Bên cạnh đó, dòng này mắc tiền hơn ở chỗ là chúng ta sẽ có cảnh báo đột quỵ ha. Cảnh báo đột quỵ này đặc biệt cho ông bà mình lớn tuổi hoặc là những người mà có bệnh về tim mạch rất là hiệu quả cô chú anh chị ha. Rồi bên cạnh đó thì mình sẽ có cái khuôn cứng. Cái khuôn cứng thì nó sẽ rất là dễ đeo, dễ sử dụng cho ông bà lớn tuổi mình, và đặc biệt là phòng khám ha. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có thêm cả một cái cục adapter. Cái cục adapter là một cái cục biến điện mình có thể xài một ngày đo cho nhiều bệnh nhân mà mình không phải tốn pin ha. Và cái chức năng nữa đó là kết nối với điện thoại. Nếu mà như ông bà mình ở dưới quê hoặc là ông bà mình ở xa, mình có thể sử dụng dòng máy này. Thì khi mà mình đo xong thì cái điện thoại á, nó sẽ kết nối Bluetooth với cái máy này và nó lưu lại bộ nhớ. Và một người ở xa, ví dụ con mình hoặc gia đình mình ở xa, có thể mở cái điện thoại từ xa, mình cũng có thể kết nối điện toán đám mây á, mình có thể thấy được cái dữ liệu đó. Mình không cần phải trực tiếp phải gọi điện về nhà ha. Rồi mình thử coi nha. Cái dòng hiện tại này là 2.850.000 ha. Nếu mà cô chú anh chị mình mua đúng hàng chính hãng là mình cái dòng quấn thì được bảo hành 2 năm. Còn cái máy là được bảo hành 5 năm nha. Nếu mà mình nghi ngờ chính xác, mình có thể được đi kiểm tra miễn phí, kiểm định miễn phí. Còn nếu mà lỗi thật sự với máy với vấn đề trục trặc thì sẽ được bảo hành 5 năm đổi mới, cô chú anh chị ha. Nếu mà lỗi do nhà sản xuất đó. Rồi, bây giờ mình sẽ xem cái máy nha. Máy rất là đẹp nè. Bên cạnh đó thì cô chú mình cũng có thể quan tâm những dòng rẻ tiền hơn của Myrolife. Nó có dòng cảnh báo đột quỵ là 2.350.000, còn cái dòng này 2.850.000 thì dòng đó sẽ có không được kết nối điện thoại ha. Rồi bây giờ mình thử mình khui máy bên trong nha. Một cục adapter nè, cái cục này á, là hàng chính hãng là 200.000 ha. Còn nếu mà như hàng không chính hãng đó, là khi mình cắm vào hư máy là hãng sẽ không có bảo hành đó, cô chú mình cái này đi kèm theo máy nè, cô chú anh chị mình yên tâm nha. Thì theo máy mình sẽ có một cái thân máy nè, rất là đẹp ha. Đó, một cái khuôn cứng nha. Cái dòng khuôn cứng và pin. Thì cái khuôn cứng này nó lắp ở bên tay trái mình nè, gần tim thì cái độ chính xác nó cực kỳ cao nha. Đó, đặc biệt là các phòng khám thì hay sử dụng những dòng này. Các nhà thấy không? Màn hình rất là to, có hiển thị những con số lớn nè, có bộ nhớ ngày giờ nhớ nè. Đó, cô chú mình quan tâm thì có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn để biết thêm thông tin nha. Hoàng Sơn có hướng dẫn rất là chi tiết cách sử dụng máy, cách kết nối điện thoại và những thông tin khác. Rồi, chào tạm biệt.